trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ địa giới chẳng chỉ rõ thủy hỏa phong không thức giới vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có địa giới thủy hỏa phong không thức giới có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ vô minh chẳng chỉ rõ hành thức danh sắc đục xứ xúc thọ ái thủ hữu xanh lão tử sầu than khổ yêu não vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ bố thí ba la mật đa chẳng chỉ rõ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ pháp không nội, chẳng chỉ rõ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Huống là có pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ chân như chẳng chỉ rõ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghi vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như cho đến bất tư nghỉ giới có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ thánh đế khổ chẳng chỉ rõ thánh đế tập diệt đạo vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có thánh đế khổ cho đến thánh đế tập diệt đạo có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ bốn tịnh lự chẳng chỉ rõ bốn vô lượng bốn định vô sắc vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ tám giải thoát chẳng chỉ rõ tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ bốn niệm trụ, chẳng chỉ rõ bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, huống là có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể chỉ rõ được.